Vâng, báo cáo thầy cô thì em xin phép trình bày luôn vì đây là cái mục tiêu một một trong ba cái mục tiêu trong đề tài nghiên cứu. Thì cái mục tiêu này là mục tiêu số 1 trong cái nghiên cứu của chúng em. Thì tên của cái đề tài là tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ tác động bệnh phổi cấp ở bệnh nhân được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì phần trình bày thì cũng em xin phép là bỏ qua các cái phần đặt vấn đề rồi tổng quan vì nó cũng giống giống như là cái bài báo cáo trước. Thì em đi vào cái phần kết quả nghiên cứu luôn. Thời gian cho có 15 phút thì cuối cùng phải tách ra hai phần. Nếu cho 30 phút thì tôi báo cáo một lần. Vâng, thì về kết quả của cái đề tài này thì em trình bày trước về cái đặc điểm chung, việc đặc điểm chung của cái nhóm nghiên cứu về tuổi thì về giới thì nam gặp nhiều hơn nữ, cũng giống như là cái nhóm bệnh nhân siêu vi nói chung thôi. Về tuổi trung bình là 70,2 cộng trừ 9,3 và nhỏ nhất là 47 tuổi, lớn nhất là 91 tuổi, cũng tương tự như các cái nghiên cứu. Về thời gian mắc bệnh thì chúng em nhận thấy là cái nhóm tác động bệnh phổi thì cái thời gian mắc bệnh trên 5 năm và cái thời gian mắc bệnh trung bình thì cao hơn so với cái nhóm mà không có tác động bệnh phổi. Thì căn cứ kết quả nghiên cứu này thì chúng em cũng thấy là ở những bệnh nhân mà mắc bệnh càng dài thì cái chức năng phổi bệnh nhân suy giảm càng nhiều và có nhiều các cái nguy cơ xuất hiện các cái tần số đợt cấp nó nhiều hơn, kết hợp với những yếu tố nguy cơ khác như là tuổi cao rồi hạn chế vận động. Đây là những yếu tố nguy cơ làm tăng, những yếu tố làm tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố huyết khối ở bệnh nhân COPD. Thứ hai nữa về các cái tiền sử hút thuốc thì cũng cho thấy là cái nhóm tác động bệnh phổi thì cái tỷ lệ hút thuốc trên 33 năm và cái tần số hút thuốc trung bình là cao hơn ở cái nhóm tác động bệnh phổi so với cái nhóm không có tác động bệnh phổi. Thì cũng tương tự như một số nghiên cứu cũng như của tác giả Enga và cộng sự năm 2012 và tác giả Chen và cộng sự năm 2013 cũng cho thấy là hút thuốc lá làm tăng nguy cơ xuất hiện các cái biến cố huyết khối và đặc biệt cái nguy cơ nó tăng lên theo cái số lượng thuốc hút trong ngày. Về số đợt cấp trên năm thì ở cái nhóm tác động phổi thì cái tần suất đợt cấp trung bình cũng cao hơn so với cái nhóm mà không có tác động phổi. Thì cái ghi nhận này cũng tương tự như một cái nghiên cứu của tác giả Sydney và cộng sự năm 2006 cho thấy là đợt cấp làm tăng nguy cơ xuất hiện tác động phổi với cái OR 4,69. Ở cái nhóm mà tác động phổi thì ở cái nhóm mà có từ 2 đợt cấp trở lên, có từ 2 đợt cấp trở lên thì cũng cái tỷ lệ nó cao hơn ở cái nhóm tác động bệnh phổi so với cái nhóm không có tác động bệnh phổi. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Về mức độ tắc nghẽn đường thở thì ở cái nhóm tác động bệnh phổi thì chúng em gặp cái nhóm mà tắc nghẽn đường thở mức độ nặng thì tỷ lệ cao hơn ở cái nhóm mà có tác động bệnh phổi so với cái nhóm không có tác động bệnh phổi. Thì so với một số nghiên cứu khác như nghiên cứu của tác giả Snyder năm 2010 nghiên cứu trên một cái số lượng cũng khá lớn, hơn 71.000 trường hợp, cũng cho thấy là cái nguy cơ tác động bệnh phổi cũng tăng dần theo cái mức độ tắc nghẽn. Tác giả Gunnen năm 2010 cũng cho thấy là những cái nhóm có huyết khối thường gặp ở gôn nhóm 3 và gôn nhóm 4, không gặp trường hợp nào là gôn nhóm 1. Về phân nhóm gôn thì cũng nhận thấy là ở cái nhóm tác động phổi thì tỷ lệ gặp gôn nhóm D cũng cao hơn so với cái nhóm mà không có tác động phổi, sự khác biệt cũng có thống kê. Thì chúng cho rằng là ở cái nhóm gôn nhóm D này thì bệnh nhân thường là có tắc nghẽn đường thở mức độ nặng, có nhiều triệu chứng và bệnh nhân thường có nhiều đợt cấp. Đây là những yếu tố mà đã được ghi nhận là làm tăng nguy cơ xuất hiện tác động phổi. Thì cũng tương tự như là các cái tác giả Bovic và cộng sự năm 2016 cũng cho thấy là ở cái bệnh nhân siêu vi giai đoạn gôn nhóm 3 và gôn nhóm 4 ấy, làm tăng nguy cơ xuất hiện các cái biến cố tắc cái gối tim mạch cấp 2 lần so với các cái nhóm khác. Về nguyên nhân của đợt cấp thì ở cái nhóm tác động bệnh phổi thì tỷ lệ gặp do nguyên nhân đợt cấp do nhiễm trùng chiếm tỷ lệ thấp hơn so với cái nhóm mà không có tác động bệnh phổi. Thì cũng tương tự như là ba cái phân tích gộp rất lớn của các tác giả Thích Các La của sự 29, tác giả Eleva năm 2017 và tác giả Pumen năm 2018. Đây là ba cái phân tích gộp cũng mới công bố. Thì cho thấy là ở cái nhóm tác động bệnh phổi thì cái tỷ lệ gặp do nhiễm trùng là chiếm tỷ lệ thấp hơn. Và một số nghiên cứu khác cũng cho thấy là cái tỷ lệ tác động bệnh phổi thì gặp cái tỷ lệ cao hơn ở cái nhóm của đợt cấp không do nhiễm trùng. Ví dụ như cái nghiên cứu của tác giả Tin và Libon năm 2006 cũng công bố một cái kết quả tương tự như vậy. Về bệnh đồng mắc thì suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao ở cái nhóm tác động phổi so với cái nhóm mà không có tác động phổi, sự khác biệt cũng gây thống kê. Thì cũng tương tự như một số nghiên cứu ví dụ như của Kim và cộng sự năm 2004 cũng ghi nhận ba cái trường hợp ba cái bệnh đồng mắc tương tự. Một số nghiên cứu khác ở những cái trường hợp mà không có COPD thì nghiên cứu của Pima năm 2006 và nghiên cứu của Sama năm 2000 cũng cho thấy là suy tim cũng là cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố tác động phổi với OR trên 2. Về tỷ lệ và yếu tố nguy cơ thì trong quá trình nghiên cứu chẩn đoán thì xác định được có 37 trường hợp có tác động phổi xác định trên hình ảnh chụp các lớp vi tính động mạch phổi, chiếm tỷ lệ là 17,6% ở cái nhóm một bệnh nhân đặc cấp COPD có cái nồng độ DMR lớn hơn 1 mg trên lít. So với một số nghiên cứu khác thì kết quả nghiên cứu của chúng em thì tương tự như nghiên cứu của Sapira Human năm 2015
và tác giả Gunnell năm 2010. Tuy nhiên thì thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Tin và Libon năm 2006, thì tác giả này gặp là 25%. Thì trong nghiên cứu của tác giả này thì chỉ thu thập những cái trường hợp được cấp COPD không do nguyên nhân nhiễm trùng. Kết quả nghiên cứu của chúng em là cao hơn so với nghiên cứu của Rusman năm 2007. Tác giả này nghiên cứu ở Thụy Sĩ cũng cho thấy là chỉ gặp có 3,3 trường hợp bệnh nhân có tác động phổi thôi. Thì lý do là tác giả chỉ chụp các lớp vi tính ở những cái trường hợp mà khi được bác sĩ lâm sàng nghi ngờ thôi, chứ còn là không chụp toàn bộ ở những cái trường hợp mà có cái kết hợp với nguy cơ lâm sàng và xét nghiệm DNA dẫn đến cái tỷ lệ có sự dẫn đến có sự khác biệt. Về yếu tố nguy cơ thì khi tiến hành phân tích hồi quy tích đơn biến thì xác định được 15 yếu tố nguy cơ của tác động phổi. Thì sau đó thì cho em đưa tất cả những yếu tố này vào trong cái mô hình phân tích hồi quy logistic đa biến thì xác định 7 yếu tố nguy cơ dẫn đến tác động phổi của bệnh nhân COPD, đó là tiền sử huyết khối chi dưới, chẩn đoán COPD trên 5 năm, tổn thương dạng viêm phổi trên X quang, bệnh nhân có giãn phế nang nặng tức là có khí vi thủng, có tắc nghẽn đường thở mức độ nặng, đặc cấp không do nhiễm trùng và có tăng huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ. Thì tùy theo các cái thiết kế nghiên cứu cũng như là các cái tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu mà các cái nghiên cứu trên thế giới cũng xác định được các yếu tố nguy cơ khác nhau. Ví dụ như của Tin và Libon thì xác định 3 yếu tố nguy cơ, đó là tiền sử huyết khối chi dưới, bệnh ác tính hoặc là giảm PaCO2 trên 5 mm thủy ngân là yếu tố nguy cơ của tác động phổi. Tương tự thì một số nghiên cứu phía dưới cũng xác định được các yếu tố nó cũng không giống nhau, là do các cái tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu cũng như thiết kế nghiên cứu nó khác biệt, dẫn đến các cái yếu tố nguy cơ mà các tác giả xác định được là nó cũng có cái sự khác biệt. Về giá trị của thang điểm thì khi thang điểm Padua thì khi chúng em đánh giá tiếp cái nguy cơ của tác động phổi thì bằng cái sử dụng cái bảng điểm Padua thì cũng cho thấy là cái điểm Padua trung bình ở cái nhóm mà tác động phổi cao hơn so với cái nhóm mà không có tác động phổi. Tuy nhiên cái AOC nó chỉ có 0,61, chính vì vậy mà cái thang điểm cũng có vai trò cũng không tốt trong cái việc phân biệt giữa hai cái trạng thái có hay là không có tác động phổi. Thì cái ý nghĩa của cái bảng điểm Padua thì dựa trên cái nghiên cứu của tác giả 33 và cộng sự, đây là cái nghiên cứu khởi nguồn để mà đề xuất cái bảng điểm Padua. Thì được tiến hành năm 2010, thì tiến hành trên 1.180 bệnh nhân. Cái thời gian theo dõi 2 năm thì tác giả cũng cho thấy là ở cái nhóm nguy cơ cao, tức là Padua từ 4 điểm trở lên, thì cái tỷ lệ huyết khối nếu không được dự phòng sau thời gian theo dõi 2 năm thì là 11%. Thế và ở cái nhóm mà Podocin 4 mà được dự phòng thì cái tỷ lệ huyết khối nó chỉ có 2,2%. Và cái nhóm Padua trên 4 thì không được dự phòng thì cái tăng cái nguy cơ xuất hiện huyết khối sau 2 năm với cái HL là 32 lần. Về giá trị của bảng điểm thì ở ngưỡng điểm cắt 3 điểm thì kết quả nghiên cứu của chúng em cũng cho thấy là cũng tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố tắc động phổi với cái OR3 cũng tương tự như là các cái ghi nhận của tác giả. Để kết luận nghiên cứu thì chúng em đưa ra một số kết luận sau. Một, về tỷ lệ tắc động phổi thì 17,6% ở trong bệnh nhân được cấp COPD mà có cái nồng độ DNA từ 1 mg trên lít trở lên. Thứ hai là chúng em xác định được 7 yếu tố nguy cơ của tắc động phổi. Chúng em và cái thang điểm nguy cơ Padua từ 4 điểm trở lên làm tăng nguy cơ xuất hiện tắc động phổi. Chúng em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đại biểu.